Xin kính chào cô chú, các anh chị và các bạn. Truyền thông của phòng khám cha tự chương cho không, và cái kênh thứ hai là tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới phòng khám cha tự thương cho không. Xin kính chào quý vị các bạn, buổi sáng 29 tháng 12, thì hôm nay là nhằm tháng thứ sáu của quý vị. Thì tôi đang đứng tại đây, là cách trường học Đại Vinh khoảng 500 m, đổ về hướng quốc lộ 53. Thì đây là hướng đi phòng khám cha tường, thì xin hướng dẫn chỉ quý vị các bạn. Đang đứng trước ngã ba, một là rẽ về cầu Long Bình 2, còn còn rẽ phải là về huyện Duyên Hải quý vị. Thì phòng khám cha tường sẽ rẽ phải về huyện Duyên Hải. Thì mọi góp ý của tất cả các bệnh nhân cũng như mạnh thường quân góp ý những cái clip trước về cách chỉ đường của truyền thông, thì truyền thông của hai kênh phòng khám cha tự cho không và tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới ở phòng khám cha tự cho không, xin cầu thị tiếp thu một cách cầu thị và xin sửa chữa đối với mọi góp ý của quý vị và các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển rẽ phải về hướng huyện Cầu Ngang Duyên Hải nha quý vị. Hướng đi quốc lộ 53 là mình rẽ phải. Để đi đến phòng khám cho thường. Chưa thương cho không một gì. Đây bắt đầu quẹo phải đây. Xuống đây là địa bàn xã Hòa Thuận và xã Hòa Lợi của huyện Châu Thành. Trước mắt là cây dầu lớn ngày xưa, bây giờ nói chung là cây dầu lớn nó quá già rồi. Ở hạ đốn giờ chỉ còn một phần của cây dầu lớn. Rồi mình vẫn di chuyển tiếp tục khoảng chừng gần 20 km nữa vậy, để tới cầu Vinh Kim, sau đó tới nhà thờ Vinh Kim, và qua khỏi nhà thờ Vinh Kim một đoạn khoảng 2 cây 1 cây số. Kính thưa cô chú, các anh chị và các bạn, sau khi rời nội ô thành phố Trà Vinh thì qua trường đại học Trà Vinh và vào quốc lộ 53 đi khoảng 20 km thì chúng ta đến dốc cầu Vinh Kim, đổ dốc cầu Vinh Kim xuống, chúng ta sẽ thấy đây là nhà thờ Vinh Kim, và men theo nhà thờ Vinh Kim mà quý vị các bạn đi khoảng 1 km để đến phòng khám cha tường. Mời quý vị và các bạn cùng đi nha. Đây là nhà thờ Vinh Kim. Chạy theo quốc lộ, đường lớn quý vị, quốc lộ này được sửa sang lại rất là khang trang và rộng lớn, đi rất là thoải mái, đi nhanh. Đi khoảng 1 km. Đây là chỗ ngã ba. Ngã ba này kêu ngã ba Vinh Kim hồi xưa. Thì từ cái nhà thờ Vinh Kim đi khoảng 1 km quý vị. Quý vị nhìn phía tay phải thì sẽ thấy một cái biển báo, đó là để nhà thờ Dòng Lớn và ngã rẽ của nó. Đó. À, quý vị sẽ rẽ vào rẽ trái ha, vào nhà thờ Dòng Lớn. Rồi thấy những lá cờ dư âm Noel vẫn còn hả quý vị, ở nhà thờ Dòng Lớn, ấp nông thôn mới Dòng Lớn. Chúng ta tiếp tục đi đường đá, nói chung đường nhựa nhưng mà do xuống cấp ở đoạn đầu cho nên hơi gồ ghề chút xíu.
Đó, chúng ta thấy xa xa đó là nhà thờ rộng lớn của quý vị. Rồi tiếp tục di chuyển qua cái cầu, qua một cái cầu của quý vị. Đó, qua cái cầu dư âm Noel vẫn còn đó quý vị. Cảnh rất là đẹp, nhà thờ, nhà thờ rất là đường như là đẹp, rất đẹp. Sau đó thì đi một đoạn chưa tới nhà thờ rộng lớn của vị, chưa tới nhà thờ rộng lớn thì có một cái kênh, có cái kênh cặp cái kênh có cái đường, đường đá sẽ quẹo vào cái bình thám có cho từ cái thương cho không có gì đây. Bên trái là thùng rác, bên phải là đường vào. Đường này xe 4 chỗ chạy được không vậy? Đi đá hay gồm về đó. Cũng sắp tới rồi, chúng ta chạy vào đây khoảng chừng 500 m. Chúng ta đã đến chỗ phòng khám yêu thương cho không, thì đây là từ hàng rào của tường. Rồi chú Thuận, đó chú Thuận là người hỗ trợ vật liệu xây dựng để xây phòng khám đó quý vị ha. Rồi cái chòi của ông bảo vệ được di dời bên đây không quý vị. Trời ơi, ngày hôm qua gió lớn tốc nóc thấy thảm, rồi quý thầy ra sửa lại. Lúc đó truyền thông mất phụ luôn, không quên ghi lại hình ảnh hết sức là đau khổ. Rồi đây thì cái bàn của bảo vệ được thầy Thanh đem ra ha, do cô Linda ở Mỹ hỗ trợ 100 đô quý vị. Đây là cái bàn. Rồi sửa sang cho ông bảo vệ đang không tiếp tiếp khách này. Cái bạn nóc thôi gì cô Linda ở USA hỗ trợ cho ông bảo vệ, thấy cái bạn ghê thảm quá. Dạ cũng cảm ơn cô, xin chúc cô sang năm mới nhiều sức khỏe, thắng lợi trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phòng khám. Hôm nay sáng thứ sáu ngày 29 tháng 12. Các bệnh nhân bắt phiếu đi chuẩn bị đi khám của gì. Sáng sớm. Thì địa chỉ đây là ở tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh quý vị. Phòng khám yêu thương cho không và hoạt động từ bắt đầu từ thứ hai cho tới sáng thứ bảy, chiều thứ bảy và chủ nhật nghỉ nha quý vị.
Là thứ sáu cuối tuần. Mới sáng mà cũng đông người đến khám. Bàn thờ cha tường, bàn thờ thầy chúa và bàn thờ cha tường. Cũng tại nơi đây là nơi đắp thuốc đúng không, gì phòng đắp thuốc. Hoạt động khám bệnh tại phòng thầy quý nha, thầy Nguyễn Thanh Quý. Các bệnh nhân chờ trước lần lượt tới số để vào khám bệnh đó. Bé gái 12 tuổi. Mà thấy bé khỏe chưa? Chúng ta sẽ di chuyển qua chỗ phòng thầy Tiến thôi, gì xem các hoạt động mới sáng sớm của thầy Tiến như thế nào, hoạt động khám bệnh. Thấy khách bên thầy Tiến cũng đông nha. Nghe nói anh chuẩn bị xuất viện rồi phải không? Em xin hỏi một vài câu. Thì anh cho biết họ tên bệnh nhân, mã số bệnh nhân với địa chỉ, rồi bệnh như thế nào, vào bao lâu, rồi đến điểm này như thế nào. Rất trước hết là cho tôi xin phép được tạ ơn cha, tạ ơn các thầy, tạ Chúa đã dắt đường tôi đến với cha. Thì tôi tên là Nguyễn Minh Toàn, sinh năm 1959, sắp 5 tuổi, ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi vào ngày 8 tháng 10. Nó quên, mình nhưng quên cái bánh xe sợi kìa. Móc cái vợ cái nó. Đau quá con. Rồi coi chừng bánh xe. Rồi từ từ. Bệnh nhân bị kẹt vào bánh xe, cái chân vào bánh xe hơi bị đau. Rồi mình tiếp tục. Rồi, tôi vào đây vào tháng 10, 8 tới tháng 10. Thì đến ngày thứ sáu tôi bị ca đại tràng. Đến ngày thứ sáu hai thì xét nghiệm tại bệnh viện Thiên Ân. Thì được bệnh viện tư vấn và đã là tất cả mọi cái đều ổn định cả. Và trình với lại thầy thì tất cả thầy xem hoàn các chỉ số rất là tốt và cho tôi về. Đồng thời có bà chị đi theo, cũng hai chị em cũng điều trị mà. Thì bà chị sau đó thì bà chị đã tên là Nguyễn Thị Minh Thùy, đã được xét nghiệm mà đã tốt. Thì ngày mai đây chúng tôi được làm lễ trao giấy xuất viện
hai phòng khám cha cùng về với gia đình. Chúc mừng anh. Dạ. Cho tôi xin gửi lời cảm ơn với tất cả các thầy đã rất là chuyên tâm đã điều trị chúng tôi. Tôi xin thôi vài lời cảm ơn. Thì khi xuất viện thì như anh thì có nhắn nhủ gì lại với các bệnh nhân khác trong phác đồ điều trị của mình không? Tức là mình cũng cái đồ điều trị của cha thì đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn những người đã xuất viện trước, người ta đã tạo cái niềm tin để tôi lấy cái đó tôi đã làm gương và tôi thực hiện tốt phác đồ. Thì vẫn như vậy thì tôi mong rằng tất cả các bệnh nhân còn lại cố gắng thực hiện phác đồ thật tốt và đồng thời cùng với các thầy để cho các thầy theo dõi, có tư vấn kịp thời cho mình để mau về với gia đình. Thì chúc anh sau này nói chung là về nhà cũng ráng kiên tâm mà tiếp tục giữ phác đồ đó để bệnh của mình khỏi. Dạ, có điều chắc chắn. Xin chúc mừng anh. Dạ. Thì thưa cô, được biết là cô chuẩn bị ra viện cùng với một số bệnh nhân khác. Dạ. Vậy thì riêng cô có thể giới thiệu họ tên, mình ở đâu với mã số bệnh nhân, cũng như là hồi trước mình bệnh gì, rồi tới thời điểm này thì qua quá trình trị bao lâu mình mới được như vậy thưa cô? Dạ, dạ thưa tôi là Nguyễn Thị Minh Tiền, dạ, mã số bệnh nhân là 678, dạ, chúng tôi ở Sài Gòn. Dạ, em trai đây là Nguyễn Minh Toàn, mã số 661. Dạ. Dạ, tôi thì bệnh ca manh tràng, dạ, còn em trai thì bệnh ca đại tràng. Dạ. Dạ. Khoảng 10 tây tháng 10 chúng tôi về phòng khám của cha Tường. Dạ. Dạ. Thì trong quá trình điều trị theo phác đồ điều trị của cha cố Tường, dạ, ăn cháo nano và thảo dược nano, thì sau trong quá trình điều trị thì khoảng 75 ngày tôi đi đến bệnh viện Thiên Ân, dạ, thầy Tiến và thầy Thanh cho phép đi siêu âm ổ bụng, chụp X quang và xét nghiệm máu, thì tất cả phổi, gan đều ổn định hết và không còn chỉ số, không còn dấu hiệu ung thư trong máu. Dạ. Là được cha cố Tường, dạ, với cái tấm lòng từ bi bác ái yêu thương chắc không của cha, là chúng tôi đã đặt niềm tin hết tất cả vào để mà ăn uống theo phác đồ điều trị của cha, và trong quá trình điều trị được các thầy Tiến, thầy Thanh, thầy hướng dẫn, chúng tôi đã được lành bệnh và thành công. Dạ. Để các bệnh nhân mà còn lại đó, dạ, chưa được xuất viện á, dạ, thì cô có nhắn nhủ gì, dạ, đối với các bệnh nhân còn lại và tuân thủ phác đồ như thế nào? Dạ, chúng tôi nhắn nhủ với các bệnh nhân là còn trong quá trình điều trị đó, mình phải tuân theo chặt chẽ phác đồ điều trị của cha cố Tường. Dạ, mình ăn cháo nano, mình uống thảo dược nano và theo cái ăn uống theo cái tháp dinh dưỡng. Dạ, và chúng tôi phải cũng chúc sức khỏe, dạ, tất cả bệnh nhân đặt niềm tin, dạ, thì mọi việc sẽ được hết bệnh, đến lành bệnh. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Rồi chúc cô về có một cuộc sống nói chung là mới hơn, tốt đẹp hơn. Dạ. 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 Thầy giỏi Duy Tiến ha, đang khám bệnh cho một số bệnh nhân và dặn dò các bệnh nhân tuân theo phác đồ cũng như là những cái quy định tại đây. Thank you.
Hôm nay khám bệnh có thầy quý nha quý vị. Các bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân cũng đến thắp hương mong cha Chúa cha phù hộ cho các bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Đây là nơi chỗ cô Hạnh phát thuốc, phát gạo, phát nước không quý vị. Đang dặn dò bệnh nhân. Đây là chỗ cung cấp nước. Bây giờ mời quý vị các bạn tiếp tục đến các hoạt động xây dựng công trình phòng khám cho tượng quý vị. Hiện tại trước mặt tôi thì công nhân đang đào, đang chuẩn bị xây dựng cái nhà của bảo vệ quý vị. Cái nhà bảo vệ. Vậy là trong nay mai ông bảo vệ được có nhà. Sau đây là mình ra chỗ cái phòng khám. Còn đây là cái cửa rào. Cửa rào cái gì? Cửa rào này chắc phải 6-7 mét. Rồi đây là hoạt động xây dựng. Xây dựng cái phòng khám. Cũng báo quý vị luôn thì trước đây phòng khám bố trí 5 phòng, hiện tại thì mình xây dựng cái loại còn 4 phòng, lý do là chừa một cái đường ở đây để đi xuống chỗ toilet phía sau. Còn ở phía trước 4 phòng thì nó sẽ rộng ra được một chút nữa, đặng để con các hoạt động khám chữa bệnh của các thầy được thoải mái hơn, bệnh nhân ngồi cũng rất tốt. Đây hôm qua thì các chỗ toilet thì cũng đã dán gạch cái gì, gạch này do cô Mai Phương ở Bến Tre hỗ trợ cái gì, hỗ trợ phần gạch lát toilet và phần lát nền của công trình. Dính không à bà mẹ, đi vô thấy Mỹ để đi lên con cháu lên thấy con dính kẹt rồi mẹ, có ngày con dính không với ai đó đó điện chính nữa cháu tới Mỹ đi điện về đó con chính nha, chính nhận chính ngày hôm nay. Hôm nay các ông thợ sẽ bắt đầu gỡ những hàng cột phía sau, chuẩn bị xây gạch lên để sớm hoàn thành công trình, để từ từ để đi về vào. Cũng xin báo cái gì các bạn luôn, đây là phần những cái bốn phòng bố trí phía trước chỗ nhà chờ không vậy, để xây dựng nhà tiền chế không gì. Thì nơi đây hiện tại chưa có ai tài trợ hết, báo giá là tới 250 triệu quý vị. Chỗ cái nhà mà dành cho người nhà bệnh nhân, có người bệnh nhân ngồi chờ đợi đi khám bệnh ở trước, phía trước như cái tiếng kiến trúc cũ trước đây quý vị. Thì truyền thông cũng xin kết thúc cái video clip
điểm tin vào ngày 29 tháng 12 nhằm thứ sáu, thì mọi góp ý như thắc mắc của các cô chú quý vị quý anh chị sẽ bình luận trên sau video clip, thì truyền thông cũng xin cầu thị các ý kiến của quý vị để xây dựng các video clip sau này ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn các cô chú quý vị và các quý vị. Xin chào.